Iran tuột vé bán kết World Cup phút sang dù dẫn trước 2 bàn. Dẫn trước 2 bàn nhưng Iran đã để thua ngược Kazakhstan 2-3, qua đó tuột mất tấm vé vào bán kết World Cup phút sang 2021. Ghi bàn: Iran, Muslim Olaf Fobak 8, Ahmad Esmailpour phút thứ 15, Kazakhstan, Alireza Samimi 25, phản lưới, Adnanap phút thứ 29, Taynan phút thứ 39. Iran và Kazakhstan chạm trán nhau ở vòng tứ kết là cặp đấu được đánh giá cân tài ngang sức. Trận đấu diễn ra với thế trận khá cân bằng, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Phút thứ 8, Muslim Olaf Fobak đón đường truyền thuận lợi của đồng đội trước khi dứt điểm tung lưới Kazakhstan, mở tỷ số trận đấu. Đại diện của châu Âu chưa tìm được bàn gỡ thì họ nhận đòn hồi mã thương ở phút 15, Ahmad Esmailpour nhận đường truyền dài của đồng đội. Anh khéo léo loại bỏ thủ môn Higuita rồi dứt điểm chéo góc về khung thành trống. Những nỗ lực của Kazakhstan giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau tình huống phản lưới nhà của thủ môn Alireza Samimi. Phút 29, đến lượt Adnanap của Kazakhstan tỏa sáng để đưa trận tứ kết về vạch xuất phát. Những tưởng hai đội sẽ phải thi đấu thêm hai hiệp phụ thì vào phút thi đấu áp chót, Taynan đã ghi bàn quyết định, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục cho Kazakhstan. Thắng trận 3-2 đầy kịch tính, đội bóng hạng 7 thế giới giành quyền vào bán kết, gặp Bồ Đào Nha, đội cũng thắng ngược khó tin 4-2 trước Tây Ban Nha. Iran là đội bóng phút sang số 1 châu Á, họ cũng chỉ đứng sau Tây Ban Nha, Brazil, Argentina và Nga trên bảng xếp hạng FIFA. Tại FIFA phút sang World Cup năm nay, sau 4 trận đã đấu, Iran có 3 chiến thắng. Trận thua duy nhất của đội bóng Tây Á là trước Argentina với tỷ số 1-2. Trong khi đó, Kazakhstan cũng thể hiện tham vọng đi sâu ở giải đấu năm nay khi vừa vùi dập Thái Lan 7 bàn không gỡ. Hành trình của đội bóng hạng 7 thế giới vào vòng 8 đội mạnh nhất khá nhẹ nhàng. Họ chỉ phải gặp những đối thủ chiếu dưới và giành chiến thắng ở 3/4. Do đó, Kazakhstan hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với đội bóng ở chiếu trên như Iran. Đội hình xuất phát: Iran vs Kazakhstan. Iran: Samimi, Amadi, Jadeh, Olaf Fobas, Abbasi. Kazakhstan: Higuita, Taynan, Orayut, Thursagulov, Douglas. Xem highlight Kazakhstan 7-0 Thái Lan, nguồn FIFA. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.